chào ngày mới. Ôi, trời đổi giông kìa. Nước ngập đường rồi. Phải làm sao đây? Mau mau trèo lên mái thôi các bố mẹ ơi. Đáng sợ quá. Nước lũ đang cuốn trôi tất cả kìa. Ôi, các mẹ đang chuyển dạ ư? Oh no. Gắn lên các mẹ ơi. Chào các bé yêu. Ăn ngoan chống lớn nhé. Sao cơn lũ mọi thứ thật tệ. Nhà cửa hỏng hết mất rồi. Thật là tệ mà. Ôi không, chúng ta phải làm gì đây? Don't cry, I will help you. À đúng rồi, hãy dọn dẹp lại nhà cũ và xây nhà mới nào. Tuyệt không các bạn. Ồ, những ô cửa cam thật là xinh xắn. Cả những chậu cây nhỏ nữa này. Rực rỡ quá đi. Một không gian ngập tràn với sắc hoa. Ôi, tuyệt quá. Đáng yêu ghê. Ok. Vào trong nào. Một chiếc giường thật lớn sẽ đặt ở phía bên trái nhé. Bên phải sẽ là kệ tủ nhỏ xinh cùng sắc hoa tươi mát. Ôi, rèm hoa yêu quá. Tuyệt vời. Các bạn ơi, mau khám phá phòng ngủ tuyệt đẹp tại nhà nho nào. Chao ôi, sắc tím mới dịu dàng làm sao. Yêu quá. Dễ thương ghê. Thật là hoàn hảo. Phòng ngủ của em bé đang chờ đợi chúng ta nhé. Nhìn đôi em bé kìa. Ngọt ngào quá. Ở đây sẽ là củi của em bé. Tuyệt vời. Hãy ghé thăm nhà cam nào. Chiếc nồi xinh là dành cho cặp song sinh đáng yêu của chúng ta nhé. Điệu đà quá đi. Còn đây là củi yêu này. Ôi, trên cả tuyệt vời. Các em bé ơi, phòng tắm có gì thú vị nhỉ? À, tất cả đều là một sắc cam rực rỡ nhé. Đáng yêu ghê. Nhanh tay thực hiện tương tự với phòng tắm nho tím nào. Thật xuất sắc. Ôi, nhìn tủ đồ kìa. Cả nôi nữa chứ. Lặp lại một lần nữa với nhà cam nào. Tuyệt, tuyệt vời. Hey. Bố mẹ và các bé ơi, chúng ta đã có những căn nhà tuyệt đẹp rồi. Wow. Yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah.
Mau khám phá nào. Thanks. Vào trong thôi. Đồng ý. Okay. Tạm biệt. Wow, thật bất ngờ. Hãy nhìn từng không gian này. Nhưng mà trước hết, các bé phải đi tắm đã. Kỳ cọ và nô đùa nào. Xong rồi. Lâu người thôi. Oh yeah. Ôi, những chiếc nồi xinh quá. Ở đây các bé sẽ chơi thật vui. Chơi xong thì đi ngủ nhé. Nhưng không được khóc nhè đâu đấy. Ti sữa nào. Ôi ôi, tuyệt quá. Mau tắm thôi các bé ơi. Xoa người nào. Mẹ ơi, thích quá ạ. Tắm thật là vui mà. Các bé chơi ngoan nhé. Mẹ ơi, các bé buồn ngủ rồi thì phải. À hả, đúng rồi. Tiên thần sẽ luôn bên các con nhé. Đừng quên tiên sữa nữa nhé. Ồ, mẹ Elsa dậy sớm quá. Cốc, cốc, cốc. Hello. Chúng ta hãy ra ngoài dạo chơi nào. Yes. Một ý kiến thật tuyệt. Aha. Thay đồ nào. Ồ, tủ đồ kìa. Phải làm sao đây? Ôi không. Oh, no. À phải rồi. Bố mẹ hãy thiết kế những bộ quần áo thật xinh yêu cho các bé nhé. Tiếp tục tô màu nào. Thay váy áo đẹp thôi. Ôi dễ thương quá. Yêu ghê cơ. Mẹ Rapunzel cũng sẽ giúp các bé thay đồ nhé. Wow. No. Oh yes. Tuyệt quá. Mau đi thôi. Chúc cả nhà mãi hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Chào các bạn. Cô bạn này của chúng ta là Môn nhé. Ôi, anh chàng phong cách kia có phải là... Chào Giang. Chào Môn. Ôi, Audrey. Wow. Một cô gái cá tính và mạnh mẽ. Chào Audrey. Hi. Chào Giang. Hello. Ôi, làm thế nào để thu hút Giang bây giờ? Hay là Môn sẽ thay đổi phong cách nhé? Những bộ trang phục này sao? Không. Môn sẽ tới cửa hàng chọn đồ nhé. Ôi,
thích quá. Toàn những bộ cánh hầm hố đậm chất rút. Nhưng có hợp với Môn không? À đúng rồi, cô chủ cửa hàng sẽ tư vấn giúp Môn nhé. Một thiết kế váy nữ sinh ngắn trẻ trung sẽ rất thích hợp với phong cách trốc chít mà Môn sẽ theo đuổi nhé. Mỗi chi tiết đều được chăm chút một cách tỉ mỉ. Tổng thể trang phục sẽ thật hoàn hảo với đôi giày buộc dây cao nữa nhé. Điểm chút sắc hồng ngọt ngào nào. Và thêm một chút sắc hồng nữa nhé. Hoàn thành rồi. Nhũ lấp lánh đã sẵn sàng. Đá lấp lánh cũng đã sẵn sàng nhé. Tuyệt quá, cô chủ thật khéo tay. Đây là trang phục của cháu nhé. Cháu cảm ơn ạ. Sáng rồi, hôm nay Môn sẽ mặc trang phục mới. Thay váy thôi. Đừng quên trang điểm cho xinh đẹp nhé cô gái. Tô son nào. Dặm phấn nào. Wow, sơn móng tay. Môn yêu sắc hồng cánh sen nhé các bạn. Đính nhũ nào. Cả hạt lấp lánh nữa nhé. Quay lại với nhũ nào. Ôi ôi ôi, bộ móng tay đẹp quá Môn ơi. Giờ học sắp bắt đầu rồi. Audrey và các bạn đã tới. Và Môn cũng đã tới nhé. Ôi Môn đây sao. Ôi không. Con gái có chuyện gì thế? Các bạn không thích phong cách này của con mẹ à? Vậy ư? Vậy cùng mẹ tới hiệu bánh nhé. Wow. Ôi trông ngon quá mẹ ơi. Wow. Chiếc nào cũng hấp dẫn. Con thích chiếc nào? Dạ dâu sô-cô-la hay trà xanh đều ngon mẹ ạ. Ok. Ừ, vậy thì để mẹ chọn cho. Hãy cho tôi lấy 3 phần bánh thật ngon nhé. Ok. Con gái, đợi mẹ có lâu không nào? Ôi không, con không thích chanh mà thích dâu ạ. Con, mẹ và Audrey đều có sở thích riêng. Và điều đó khiến thế giới trở nên thật đẹp.
Vâng vâng, con hiểu rồi ạ. Con sẽ là chính mình. Xin lỗi, để tôi sẽ thay bánh khác cho quý khách. Mời quý khách dùng bánh. Mời quý khách. Ngon miệng nhé con gái. Mẹ cũng vậy à. Vui quá. Các bạn ơi, tới trường nào. Đây là ôi Môn. Bạn thật quái đản. Audrey ơi, mỗi chúng ta là mỗi phong cách nhé. Dám dạy đời mình ư? Chào Lan. Hey. Chào Moon. Hi. Bạn thật phong cách. Thank you. Đi chơi cuối tuần cùng mình nhé. Yes, yes. Tuyệt vời.